xin giới thiệu với mọi người một dàn karaoke có giá là 19.300.000 đồng. Âm thanh rất là nhẹ nhàng, rất là dễ hát luôn. Độ echo rất là mềm mại luôn. Thì cấu hình của cái dàn này nó gồm có như sau: một cặp phun đơn 4 tấc đây, hiệu Nestle, có 75 từ 190, và một cặp phun đơn 3 tấc cũng hiệu Nestle, có 65 từ 170. Và tiếp theo nữa là một con vang cơ cao cấp JBL K12, có thích hợp Bluetooth luôn nha. Em đang mở nhạc trên Bluetooth. Đây. Và một cặp mic xua U gửi 20 hay là mã hàng loại 1, hàng rất là chuẩn luôn. Cái dòng mic này nó cắt hú khoảng 10%. Một cục nâng tiếng của DBX, một cục đẩy 32 sò. Tổng trị giá dàn này nó có giá là 19.300.000 đồng. Nhạc thì anh em đánh vô tư. Anh em nghe tiếng nhạc nha, mở khoảng 30-40%. Bát căng luôn, chơi về khỏi cảm xúc. Nói chung là một cái dàn âm thanh mà ngồi gần gần như thế này nó không hú hí gì thì là ok rồi ha. Echo thì mình sẽ dặn lên cho mọi người nghe thử nha. Linh echo, đây chỉnh mic, đây là chỉnh nhạc, rất là đơn giản luôn. Đây âm lượng nhạc, âm lượng mic, âm lượng nhạc. Rồi cái con mic xua UGX20 hay là mã này, đó là bo ruột đỏ nha, ruột đỏ nha mọi người. Cái con này thì nó quá sáng luôn rồi, mọi người nghe mình test để con đăng tiếng nha. Mọi người nghe, đây mình tắt đăng tiếng cho mọi người nghe nè. Đó, mà nhạc tới thôi luôn. Cũng như mẹ, rồi, con đang quan tâm tình dưỡng chất, thấu hiểu từng nhu cầu, khổ chứ sợ trao con. Đấy, đây là mình mở nhạc, nó chưa có đăng tiếng thì mình mở đăng tiếng cho mọi người nghe nè. Đó, sáng trưng luôn. Rồi, con đẩy 32 sò CA16. Mọi người lưu ý ha, tổng giá trị dàn này là 19.300.000 đồng. Âm thanh rất là ngọt, rất là nhẹ luôn, rất là dễ hát. Rồi, quý anh chị nào quan tâm thì vui lòng liên hệ với mình tại số điện thoại 0937381978, 0982770792, và đến trực tiếp tại các cửa hàng trên hệ thống của Supro Toàn Nguyễn. Cơ sở thứ nhất tại Bình Dương, số 1255-79, đường Cách Mạng Tháng 8, khu phố 3, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Cơ sở 2 tại số 3B, đường D1, khu dân cư Thành Bình, phường An Thành, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Và cơ sở thứ 3 tại Thủ Đức, số 1611, đường Kha Bằng Cân, khu phố 4, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại 0935004347. Và lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều nha.